This is Radio Free Asia. Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, báo chí Việt Nam hôm nay vẫn tiếp tục đưa tin về việc Thạc sĩ Phạm Minh Hoàng đã lợi dụng danh nghĩa nhà giáo quốc tế để chống phá nhà nước. Ngoài ra, ông cũng bị cáo buộc là đảng viên của Đảng Việt Tân. Tờ Công an Nhân dân cho rằng, để thực hiện các âm mưu đó, ông đã viết nhiều bài báo đăng trên các trang web của tổ chức phản động này để vu khống, xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng, nhà nước và pháp luật Việt Nam. Tờ Tuổi Trẻ nói ông Hoàng đã vi phạm vào Điều 79 Bộ Luật Hình sự và có thể lãnh án tù lâu năm hoặc án tử hình. Trả lời Đài Á Châu Tự Do chúng tôi hôm qua, vợ giáo sư Phạm Minh Hoàng là bà Lê Thị Kiều Anh giải thích cho dù chồng bà có là đảng viên Việt Tân hay không, thì những hoạt động của ông hoàn toàn có tính cách ôn hòa và không hề có ý lật đổ chế độ cầm quyền Hà Nội. Rõ ràng là không thấy được một cái điều gì nói lên là chồng tôi có những cái âm mưu lật đổ chính quyền hết. Những cái việc anh ấy làm cho tới bây giờ chỉ là viết những cái bài báo. Và tôi nghĩ là với những cái người mà thật sự yêu đất nước thì đối với một ai có những cái ý kiến mà đóng góp cho đất nước, cho dù là nó có đi ngược lại với những cái chính quyền thì cũng phải suy nghĩ lại, cũng phải xem cái vấn đề đó nó như thế nào. Chứ những người mà nói những cái chính kiến đi ngược lại với nhà nước thì cứ phải bị cáo buộc đảng viên của đảng này, đảng nọ, thì tôi thấy thế thì không có ai có một cái đóng góp nào. Mặt khác, trong thông cáo báo chí do Việt Tân phổ biến, đảng này yêu cầu nhà nước Việt Nam cho công bố nội dung các bài viết xây dựng dân chủ của giáo sư Phạm Minh Hoàng để công luận đánh giá xem những tài liệu đó có tính phản động hay không. Trân Như kính gửi chào đến quý khán thính giả. Và thưa quý vị, ngày mai là ngày thứ 6, mùng 1 tháng 10 năm 2010, thủ đô Hà Nội sẽ chính thức bước vào đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Theo sự mô tả của truyền thông nhà nước thì từ mấy hôm nay, mọi con đường, góc phố, nhà nhà đều bừng lên một sắc thái hoàn toàn mới, rộn ràng, tươi trẻ và nhộn nhịp. Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết Triệu Con Tim Một Tấm Lòng cho biết ngày lễ đang tràn ngập từng khoảng khắc, khắp nơi đều răng đèn kết hoa. Sẽ có duyệt binh chưa từng có với trên 30.000 binh lính tham dự, nói lên khí thế hân hoan, tự hào, trào dâng trong lòng người dân thủ đô. Vâng, và thưa quý vị, một số người Việt cư ngụ tại hải ngoại cho rằng 1.000 năm Thăng Long phải là những ngày đầu tháng 8 chứ không phải là mùng 1 tháng 10, trùng hợp với ngày Quốc khánh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hơn nữa, ngay chính một số thính giả mà chúng tôi có dịp tiếp xúc cũng cho rằng tổng chi phí dành cho đại lễ là một ngân khoản quá lớn, tốn hao cho ngân sách của quốc gia. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và đoàn đại biểu đã đến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ thứ Sáu tuần rồi để thảo luận về kế hoạch tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất sẽ nhóm họp tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 10 tới đây. Đoàn Việt Nam đã kết thúc các chương trình làm việc với phía Hoa Kỳ vào ngày hôm qua. Chuyến công tác của Phái đoàn Hà Nội cũng chuẩn bị cho cuộc viếng thăm chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Robert Gates đến Việt Nam. Hội nghị ASEAN mở rộng với chủ đề Hợp tác chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng 10 quốc gia ASEAN cùng 8 nước đối tác bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Australia, Nga và Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, tiến sĩ Henry Kissinger, nguyên cố vấn an ninh quốc gia, nguyên ngoại trưởng Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Richard Nixon là nhân vật nòng cốt trong việc chính sát của Washington vào những năm cuối của cuộc chiến Việt Nam, hôm nay tuyên bố rằng những lỗi lầm trong trận chiến ấy là do chính người Mỹ gây ra. Ông Kissinger đưa ra nhận định này tại hội thảo về chiến lược và lịch sử cận đại của Hoa Kỳ tổ chức hôm qua tại Bộ Ngoại giao Mỹ trong thủ đô Washington. Theo ông, thì người Mỹ muốn thương thuyết hầu chấm dứt cuộc chiến đó, nhưng phía Hà Nội thì nhất định phải tạo chiến thắng cho họ. Cộng sản Việt Nam ấp ủ tiến hành mục tiêu đó để thống nhất hai miền Nam Bắc từ khi họ đánh đuổi người Pháp ra khỏi Đông Dương vào năm 1954. Và thưa quý vị, tuy nhiên qua những lời nhận lỗi cho rằng thất bại hoàn toàn về phía Hoa Kỳ, ông đã làm lu mờ những chiến công từ phía đối thủ Bắc Việt, luôn cho đó là một chiến thắng thần thắn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước về một mối. Dư luận vẫn chưa quên bài phát biểu của ông Kissinger sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi ông nói rằng thời gian sẽ trả lời ai thắng ai.